mình hay kể với mọi người đó là chó nhà mình đa số là được cho gửi tặng hoặc là người thân nè gửi lên cho tụi mình chăm sóc để cho tụi nhỏ có chỗ chạy giỡn á. Thì hôm nay gia đình của bạn Nếp lên thăm bạn Nếp, bạn mừng quắn quýu luôn mọi người, rồi được ba mẹ dẫn đi chơi nữa. Hôm nay á, Nếp xin phép không tiếp khách một ngày nha mọi người. Nếp đi trảy hỏi với cha với mẹ, nay ai book em đào Nếp thì em đào Nếp đi chơi nè mọi người, để hôm khác tới gặp Nếp nha. Bị cái là chân nó, hai chân sau nó bị kiểu nó bị yếu á. Từ lúc đưa lên là nó bị yếu hai chân sau, là cứ cho nó chạy nhiều thì nhiều. Tối là mấy đứa nhỏ dẫn đi chơi nữa. Hôm bữa có cái anh kia thích lắm. Tối là con đi chợ rồi là chở theo. Rồi xong Đạt kêu tắm. Mà em đâu có dám tắm đâu. Tại vì biết tắm thế nào bữa nay cũng phải tắm đó. Rồi em đánh đi. Lây lắm. Kìa coi kìa lỗ tai nó dơ hầy rồi kìa. Đưa cái lỗ tai đây. Chưa gì hết nó gặm nhau kìa. Nè nước miếng hai bên lỗ tai rồi kìa. Đó, vậy mà đi chơi rồi gì em. Nữa Sophie mày xạo quá mày ơi. Thằng Nếp nó ganh tị với Leo kìa. Rồi bỏ Nếp, bỏ Nếp đi. Bỏ Nếp đi. Nếp Nếp ra rìa rồi. Nếp ra rìa rồi. Rồi. Chửi kìa. Nó chửi kìa. Đi chơi suốt, mấy anh cưng lắm, mấy anh chở đi chơi suốt à. Bye Nếp nha. Bye. Nè Nếp. Bye. Về Sài Gòn đi nha.